với một ca sĩ gọi là rất đẹp, dễ thương và nóng bỏng như vậy. Nhìn là thấy xuân về liền à? Dạ, nghe là coi như là không ai muốn đi, chỉ muốn chạy về thôi. Quyên ơi. Anh nợ em một câu yêu thương cho mai này, xin hẹn em một kiếm sống khác ta sum vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn, con tim hay lý trí. Nói chị nghe nha, cuộc đời nó rất là nhộn. Đúng rồi, đúng rồi. Em xin lỗi, chị thấy giống như là tên là Bạch Tuyết. Cái thường thường cái tên là nó ngược lại. Dạ. Với cái con tên người. Tên Bạch Tuyết thì dạ cái màu nó hơi đen đen. Là dạ, cái nước da hơi đen đen. Dạ. Còn cái tên mà Diệu Hiền đó. Diệu Hiền á là dạ hơi dữ dữ. Dạ giống như là tên Quang Minh đó chị. Thì chuyên môn làm chuyện đen tối không ạ? Còn cái tên anh còn yêu em. Giọng hát này hay, truyền cảm như vậy, rồi đẹp trai như vậy thì chị chắc người ta yêu mình nhiều hơn mình yêu người ta hả? Ồ, sao anh biết hay vậy? Thì anh không biết, anh đoán thôi chứ. Anh không biết tại vì anh chưa yêu, anh chỉ đoán thôi. Yeah. Là sao? Wow. Tức là em được người ta yêu nhiều hơn á? Không, không đâu. Quan niệm là mình yêu người ta nó hạnh phúc hơn là được người ta yêu. Mình biết, dạ, yêu chứ, đúng không? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Em đồng ý với chị. Công nhận đúng không? Em đồng ý với quan điểm của chị. Có anh chỉ có một mình mà không ghét những cơn mưa, lý do chia tay là gì chẳng còn ý nghĩa cho ai. Lý do tại sao hôm nay em chọn nhạc phẩm này để trình diễn trong đêm gala? Trình diễn ca khúc này có một lý do, đó là tại vì em thích ca khúc này á. Dạ thì đương nhiên mình phải thích thì mình mới đúng rồi mình mới trình diễn. Ngoài cái lý do đó thần hoàng bổn cảnh đất đai viên trạch thần tài thổ địa, những người khuất mặt khuất mài và những người có công khai sinh ra nghề neo trên đất Mỹ, tôi Mr. Six tiếng Mỹ tiếng Việt Nam chú sao, tôi là người chủ là tiếng Việt, boss là tiếng Mỹ của tiệm neo này. Năm hết Tết đến, tôi có chúc lòng thành gửi đến chư vị, kinh mong chư vị phù hộ cho tiệm neo của tôi năm mới ăn nên làm ra, khách gần khách xa rủ nhau kéo đến, khách bò tới bến ai nấy đều vui. Tôi cũng xin bonus là xin thêm nữa với chư vị rằng thời gian gần nhau chẳng có bao lâu, đôi cháu được mấy mới có, nắng xuân ta gối đầu, ngắm xuân ta khấn cầu, cầu mong ngày xuân chớ đi mau. Ca sĩ mà hát giống những thần tượng của mình à, theo Hạ Vi nghĩ thì không có gì sai nếu mà mình thần tượng và mình ảnh hưởng một cái giọng hát của một người nào đó. Nhưng mà nếu mà nói về về lâu dài đó thì Hà Vi nghĩ rằng là mình phải có một cái gì riêng. Đúng rồi. Và mình nên định hình cho mình một cái hướng đi và mình tìm ra cái những cái gì hay của mình để mình phát triển và mình đi theo cái hướng đó thì nó sẽ lâu dài hơn. Chứ nếu mà mình không có thay đổi thì mình cũng sẽ là một cái shadow gì của ai đó. Rồi, chị nào đồng ý với em không? Đúng, Hạ Vi nói rất đúng chị. Cho mãi đâu em đứng tựa vào vai anh. We'll be right back.
sĩ Thu Hằng đến đây. Hôm nay thì hôm bữa em nói là em thích Bad Boys, còn hôm nay thì gala thì em nói là em cần một vài, là có thể là thông điệp của em luôn không? Dạ, thực sự thì em cũng rất là cảm ơn những tình cảm yêu thương mà quý vị khán giả đã dành cho em, cũng như là anh Hoài Tâm, cũng như ban tổ chức chương trình The Nail Voice đã rất là ưu ái cho một gương mặt mới như em. Thì tất cả những ca khúc mà em chọn, ca khúc Em Cũng Cần Một Bờ Vai lần này trong chương trình The Nail Voice Gala, thì cũng cảm ơn đến nhạc sĩ Đồng Sơn đã gợi ý cho em bài hát này, cũng như hợp với phong cách hiện tại của em là sexy. Thì em cảm ơn chương trình rất là nhiều. Chẳng là những gì vang ngọt ngào ấm áp trong bao ngày qua, trả lại những ân ái mà lòng đã khiến ta không rời xa, trả lại đây từng chừng dịu dàng ta hát cho nhau lời ca, để trái tim ta bây giờ lạnh buốt giá. Cái này cũng khó trả lời, nhưng mà thực sự mình đâu dám nói trước được điều gì chị. Thường thường trên sóng truyền hình ai cũng hứa hẹn cho rồi sau này cái bị phanh phui lắm cũng kỳ. Nhưng mà thực sự thì thay lòng thì em không biết, nhưng mà chắc con dạ thôi. Đây là cũng người gọi là những người đàn ông đích thực, và mình trả lời thật là rất là đúng. Trèo lên dãy núi thiên thai ôi à, mẹ ngồi trong áng mây vàng, mẹ ơi hãy dắt con theo ôi à, để con mãi mãi bên mẹ em. Mẹ ơi thế giới mênh mông không bằng nhà mình. Cảm ơn em. Em trình bày nhạc phẩm Mẹ Tôi, thực sự là chị ngồi bên trong cánh gà, chị nhìn ra mà chị rất là xúc động. Thì trong cái thì có lẽ chị sorry Hoài Tâm. Chắc là quý vị cũng biết là khi mà nhắc tới mẹ thì ngay tại bây giờ thì có lẽ Hoài Tâm là cái người xúc động nhất, là tại vì không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá, yêu em mãi như mặt trời. Nhưng mà anh nói em nghe, mặc dù mình không được đi xa hơn nữa, nhưng hôm nay em vẫn được mời tới gala The Nail Voice này. Có nghĩa là đây là giống như hồi nãy chị Hồng Đào và Hoài Tâm nói đó, đêm gala này chúng tôi mời ra tất cả những ca sĩ, các thí sinh, là coi như là được gọi là triển vọng. Tại vì trong cuộc thi thì mình cũng chỉ có một người nhất nhì ba thôi, nhưng mà ca sĩ thì cả mấy bao nhiêu người ca sĩ lận, cho nên em yên tâm. Mà em yên tâm đi chị Hồng Đào á, chị thấy có những cái cuộc thi nha, nhất nhì ba thì lại không đi show nhiều, mà những người không có được nhất nhì ba thì lại đi show nhiều. Từng đêm lang thang trên phố khuya chi mình tôi, nhìn lại cuộc đời được mất gì. Đâu ai hay biết những trải ngàn đời làm nẻo, mà trọn đời này tôi vẫn yêu. Ngày thì làm nẻo cho đến đêm em dịu say, đưa đôi tay ra để ngắm nhìn. Mời tất cả các ca sĩ của chúng ta đến chào khán giả của The Gala Nail Voice.